chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại đối với kênh youtube của MMO Official Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kèo Aerobe cực kỳ là hấp dẫn Đây là con cika Sika Đó, giao thức Sika Viết tắt của nó là Shiba King Và con này nó chạy trên mạng Ethereum nhá Ok thì cái thời gian Aerobe của nó còn khoảng 17 ngày nữa Tiếp theo nữa là cái token omic thì họ đã khóa 98% tổng số cung của Uniswap và vứt bỏ chìa khóa mọi người phải mua nó khi mà cái thị trường này nó bắt đầu mở tổng Europe là 2% cho tất cả các thành viên trên cộng đồng tổng cung của con này là khoảng 1.000 tỷ nhá thì đây là một kèo coi me me thôi nếu như, như bạn nào trúng thì chắc là giá trị nó cũng không cao lắm đâu nhưng mà mình vẫn sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta có thể À, làm EROPE được con này EROPE thì uh, nhận miễn phí cho nên là Các bạn nên làm nhé Đầu tiên thì bạn sẽ nhập cho mình là cái Địa chỉ ETH của bạn khi mà tham gia EROPE này Ok Thì đây là cái địa chỉ ví Metamask của mình Mình sẽ tiến hành copy địa chỉ ví nhé Sau đó thì mình sẽ Quay trở lại cái kèo EROPE Bạn sẽ dán cho mình địa chỉ ví vào đây Và sau đó thì bạn sẽ ấn cho mình cái dấu tích ở đây là được Đó Mình đã nhận thành công là khoảng 100.000 token Shiba King thì mình cũng sẽ có được cái phần liên kết giới thiệu và mình cũng sẽ để cái phần liên kết giới thiệu này bên dưới phần mô tả của video và mỗi một tài khoản khi mà bạn giới thiệu ấy thì bạn sẽ chỉ giới thiệu tối đa là được 30 người và phần thưởng có thể lên tới được 3 triệu cái token Shiba King này Ok Bây giờ thì mình có thể tiến hành rút tiền luôn chọn cho mình là ô rút tiền Tại đây thì bạn sẽ chọn là đồng ý đó, số tiền của mình đã được rút hết thành công nhé Bên dưới này thì sẽ là cái phần hồ sơ rút tiền của mình Thì mình tiến hành rút là 100.000 token Shiba King Thì trạng thái rút tiền của nó sẽ phân phối vào cuối EROPE Tức là khoảng sau 17 ngày nữa Thì cái, cái token này nó sẽ về cái ví của mình nhé Ok, khi nào mà cái kẹo EROPE này kết thúc Thì nó sẽ bắt đầu chia token này cho mọi người nhé còn bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.